Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin đã sử dụng thời kỳ hậu Liên Xô Viết để làm giàu từ dầu mỏ của quốc gia ra như thế nào. Trong nhiều thập kỷ, nước Nga đã bị cai trị bởi những tên cướp của giết người và băng đảng. Làm cách nào mà Putin có thể sở hữu chiếc du thuyền đắt nhất trên thế giới? Putin đã sử dụng thời kỳ hậu Xô Viết vơ vét tài sản từ dầu mỏ và khí đốt của quốc gia mình. Ông ta thậm chí còn tham lam hơn cả những kẻ đầu sỏ chính trị đang sống bám vào ông ấy. Kỳ lạ thay, hầu hết người dân Nga dường như không quan tâm những việc đó, cũng như cuộc chiến điên cuồng của ông ta xâm lược Ukraine. Tất nhiên, du thuyền Schenker không phải do Putin đứng tên. Có một công ty là vỏ bọc đứng tên trên thủ tục giấy tờ cho chiếc du thuyền này, cùng một loạt thủ tục pháp lý để giữ cho việc biệt thự ở Vương quốc Anh của người bạn thân Alice Zunamov của ông ta không bị nước Anh kiểm soát. Đây là hình ảnh du thuyền Schenker, một trong những du thuyền lớn nhất thế giới và đắt nhất thuộc sở hữu của ông Putin. Nhưng nó là một cung điện nổi quái dị, vừa vặn cho một con quái vật yêu thích judo. Chính quyền của Ý nên thu giữ chiếc du thuyền ngay lập tức và chuyển giao nó cho những người tị nạn Ukraine, hoặc bán nó và giao tiền mặt cho các tổ chức từ thiện của Ukraine. Nếu cả hai đều không được, hãy biến nó thành sắt vụn. Hầu hết các chuyên gia phương Tây cho rằng chính ông Putin đang nắm giữ một lượng tài sản khổng lồ. Thông qua một vòng tròn Konis, những người được gọi là giới tài phiệt Nga, gia đình và người thân của họ. Đây là hình ảnh giám đốc công ty Hermitage Capital của Anh cho rằng khối tài sản của Putin đang có thể lên tới 200 tỷ đô la và ông chính là người giàu nhất thế giới. Forbes, tạp chí nổi tiếng với việc xếp hạng các tỷ phú trên thế giới, cho biết họ đã phải vật lộn để trả lời câu hỏi đó trong vòng 20 năm qua, và trong những biên tập viên của tạp chí này đã bị bắn hạ ở Moscow trong khi anh đang tìm hiểu các nhà tài phiệt của Nga. Bất chấp bí mật được bảo vệ, giới chuyên môn ước tính tài sản của ông Tổng thống Nga Putin lên tới hàng trăm tỷ đô la. William Broder, nhà đầu tư hàng đầu một thời ở Nga, người có công trong việc thông qua đạo luật Magnitsky xử phạt các cá nhân nước ngoài vi phạm nhân quyền, ước tính tài sản của Tổng thống Putin lên tới hơn 200 tỷ đô la. Điều đó sẽ đưa ông ngang hàng với ông Elon Musk với tư cách là người giàu nhất trên trái đất. Ông Broder dựa trên ước tính của mình về một thỏa thuận mà ông nói rằng Tổng thống Putin đã ký với các nhà tài phiệt vào năm 2004. Ông không có tiền dưới danh nghĩa của mình, ông Broder đến từ London cho biết như vậy. Đây là hình ảnh du thuyền Olympia được cho là của tỷ phú Roman Abramovich tặng Tổng thống Nga. Tiền ở đâu ra cũng là câu hỏi được đặt ra. Phần lớn trong số đó được cất giữ trong các tài khoản, khoản đầu tư và tài sản ở nước ngoài. Theo một nghiên cứu vào năm 2017 do Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ công bố, ước tính có khoảng 800 tỷ USD được nắm giữ bởi những người Nga giàu có ở nước ngoài. Điều đó bao gồm bất động sản quan trọng, thị phần ở châu Âu, Oliver, theo một chuyên gia rửa tiền người Anh trước đây có trụ sở tại Nga, chia sẻ. Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã ước tính rằng có gần 2 tỷ USD bất động sản của Anh đã được mua bởi những người Nga có quan hệ với Điện Kremlin hoặc có liên quan đến tham nhũng, phần lớn ở London, gọi là tiện giật là hoặc là London Crash của Nga. Ông nói họ thường sử dụng các con cái hoặc các cộng sự thân cận của mình như một vật bất ly thân để che giấu sự giàu có của mình. Sau đó là các cung điện, siêu du thuyền và máy bay phản lực riêng. Vài tuần trước của khủng hoảng tại Ukraine, người ta thấy chiếc du thuyền sang trọng dài 80 mét, Gun Careful, đã đột ngột rời Đức để đến Nga. Đây là hình ảnh chiếc du thuyền Gun Careful, là siêu du thuyền trị giá hơn hàng trăm triệu USD rời Đức khi chưa hoàn thành nâng cấp bảo dưỡng vì lo sợ cấm vận khi Nga tấn công Ukraine. Các nhà phân tích tin rằng con tàu thuộc về Tổng thống Nga Putin và ông đang đặt nó ở một bến an toàn hơn. Nhóm của Alexei Navalny, một nhà lãnh đạo đối lập của Nga mà chính phủ Putin đã bỏ tù, đã lập ra một báo cáo dài viết bằng tiếng Nga, mô tả chi tiết một mạng lưới chuyển tiền phức tạp và những người đã đi vào cung điện của Putin.
một khu đất khổng lồ trong phía nam của nước Nga nhìn ra Biển Đen, ước tính có giá trị tới 1,3 tỷ USD. Tỷ phú Nga Arkady Rotenberg, người quan hệ mật thiết với Putin, cho biết tài sản thuộc về ông ấy. Maria, một chuyên gia chống rửa tiền tại Tổ chức Minh bạch Quốc tế ở Berlin, nước Đức, cho biết việc điều tra tiền bất hợp pháp của Nga sẽ đòi hỏi sự hợp tác chưa từng có giữa các quốc gia, vì tiền thường được che giấu thông qua các công ty vỏ bọc ở một quốc gia, ngân hàng ở một quốc gia khác, và sau đó được sử dụng vào các tài khoản và mua bất động sản xa xỉ ở nước thứ ba. Ông Martini nói rằng sự giàu có của ông Putin được che giấu rất kỹ, có nhiều lớp giữa các tài sản của ông. Nó đòi hỏi về sự hiểu biết toàn diện về những người đã từng làm việc, ủy thác cho những người thân cận với chế độ này. Kính mời các bạn xem bản tin bên trong chiếc du thuyền trị giá gần 1 tỷ đô la của ông Putin. Đây là chiếc du thuyền sang trọng với hồ bơi, trở thành sàn nhảy, rạp chiếu phim tại nhà khổng lồ và thậm chí là giá đựng cuộn giấy toilet bằng vàng. Sự sang trọng đáng kinh ngạc mà Vladimir Putin tận hưởng trên chiếc siêu du thuyền trị giá gần 1 tỷ đô la của ông đã được tờ báo The Sun tiết lộ 22 tháng 3, bao gồm cả khu đựng cuộn giấy vệ sinh bằng vàng. Áp lực đang dồn lên người chủ chiếc tàu neo đậu với chiếc du thuyền này ở Ý, khi các chính khách châu Âu muốn thu giữ và bán nó đi để bù đắp cho phí tổn của người dân Ukraine. Một cựu thủy thủ trên du thuyền nói rằng, chính người Nga đã mua chiếc du thuyền đó và chiếc đầu của Putin cần phải được lôi ra khỏi cái ngai vàng ấy. Chi phí chính thức của du thuyền Shekhar được hoàn thiện vào năm trước là 500 triệu bảng Anh, nhưng những người trong cuộc cho biết chi phí này phải đến 750 triệu bảng Anh, tương đương gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là hình ảnh chiếc du thuyền Shekhar nổi bật tại cảng neo đậu ở thị trấn Marina của Ý vì kích thước khổng lồ của nó so với các du thuyền xung quanh. Những bức ảnh do tờ báo The Sun đăng tải cho thấy mọi đồ dùng trang bị trên 6 tầng chiếc du thuyền này đều đắt tiền xa xỉ đến mức bệnh hoạn. Một công nhân từng tham gia lắp đặt nó cho biết rằng tất cả mặt ốp đều là đá cẩm thạch hoặc dát vàng, trong đó có vô số hồ bơi, phòng spa, phòng tắm hơi, nhà hát, phòng khiêu vũ, phòng tập thể dục, có hai sân bay trực thăng, nó giống như một thành phố nhỏ. Thậm chí có hẳn một bệnh viện bên trong nhỏ, dường như rất hợp lý với tin đồn rằng ông Putin đang bị một căn bệnh nan y. Khó mà nuốt trôi sự thật đằng sau con tàu xa xỉ đáng kinh ngạc nhất thế giới này lại thuộc sở hữu của một người đàn ông muốn ném bom vào dân thường và trẻ em tại Ukraine. Một con số chi tiêu giàu có ngoài sức tưởng tượng khi mức lương trung bình của người Nga chỉ có 5.000 bảng Anh mỗi năm mà họ đang phải vật lộn để kiếm miếng ăn trong lúc này. Kể từ tháng 9 năm 2020, chiếc cung điện nổi dài 140 mét này đặt theo tên của nữ hoàng Ba Tư huyền thoại đã được neo đậu tại cảng Marina ở Ý. Đây là hình ảnh chiếc du thuyền Schenker đang chạy ở biển Bắc Na Uy. Tin đồn rằng Putin sở hữu chiếc du thuyền đã được lan truyền kể từ khi nó được xây dựng. Nhưng quyền sở hữu của nó đã không được điều tra cho đến khi Alexander Navalny, nhà bất đồng chính kiến với Putin, đã bị bỏ vào tù. Nhà bất đồng chính kiến Alexander Navalny đã công bố một đoạn video kể chi tiết về thủ đoàn rằng tất cả nhân viên của các cơ quan an ninh Nga đều làm việc ở đây. Các nhà chức trách Ý hiện đã được yêu cầu thu giữ chiếc du thuyền. Có một thủy thủ đoàn riêng biệt ở châu Âu nhưng họ chỉ được phép lên tàu khi ông Putin đi vắng. Có rất nhiều dấu tích cá nhân của ông Putin được tìm thấy ở đây, bao gồm nhiều bức họa, chiếc đai đen môn võ judo được đóng khung cẩn thận trong phòng tập judo và những cuốn sách thể hiện tham vọng của ông Putin về sự giàu có, bao gồm của bản đồ sắc đẹp của Michel, lịch sử thời trang của Viện Trang phục Kyoto và những biểu tượng của Hans Michel. Đây là hình ảnh bên trong một cái phòng của chiếc du thuyền này. Sàn nhảy lát gạch có thể hạ xuống để biến thành một hồ bơi. Tiện nghi kiểu này chỉ được lắp đặt trong hai chiếc du thuyền duy nhất trên thế giới. Chiếc kia nằm trên chiếc du thuyền Cát Phui, cũng của ông Putin. Các tiện nghi khác bao gồm
bàn bia tự thăng bằng trên sóng, một bể cá dài 5 mét và chiếc tivi với màn hình kéo dài 4,5 mét dọc hết một bức tường, mà chỉ riêng tiền lắp đặt nó đã tốn 1 triệu euro. Phòng tắm được trang trí bằng các giá đỡ và khung giữ cuộn giấy toilet bằng vàng. Nhưng chiếc tàu của Putin không chỉ dành cho việc trang trí, nó còn có hai sân bay trực thăng có thể hạ cánh chiếc máy bay trực thăng quân sự với sải cánh rộng tới 5 mét. Hệ thống an ninh hiện đại của con tàu với 4 radar có thể bắn hạ máy bay không người lái. Bên dưới sân bay trực thăng có nhà chứa máy bay có thể đặt chiếc thủy phi cơ với 6 ván trượt phản lực và 8 chiếc tàu lặn mini. Đây là hình ảnh vào ngày 11 tháng 3, cảnh sát tài chính Ý xác nhận đã tịch thu siêu du thuyền Sis A trị giá nửa tỷ đô la của tỷ phú người Nga Alexander Michenko. Viên cựu thành viên thủy thủ đoàn nói thêm rằng tất cả các du thuyền trên thế giới thuộc sở hữu của các nhà độc tài đều đang bị thu giữ. Thế mà chiếc du thuyền Changer lại nằm chính in tại bến du thuyền ở Ý là rất vô lý. Các nhà bất đồng chính kiến trong nhóm của Alexander Navalny đã thu nhập thông tin về nhóm thủy thủ đoàn Nga cùng bay đến Milan với nhiệm vụ là canh chừng chiếc du thuyền này. Nghị sĩ đảng bảo thủ Anh Tom Cruise đăng qua các bản tờ báo và nói trên báo The Sun rằng chiếc cung điện nổi, du thuyền quý giá mà Vladimir Putin đang hưởng thụ nhờ đồng tiền ăn cắp của người dân Nga đang neo đậu tại cảng Kleve của Ý khiến chúng ta phải có những hành động phù hợp.